Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế mới nhất trên kênh YouTube Thế giới Nhiềng. Thưa quý vị, hơn 2 năm liên minh thời chiến, mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang có dấu hiệu suy yếu, nhường chỗ cho sự thất vọng lẫn nhau. Nhất là khi Mỹ đang không hài lòng với Ukraine về các chiến thuật quân sự trên chiến trường, còn Kiev lại thất vọng với Washington liên quan đến sự bế tắc viện trợ. Điều này khiến nhiều người có cảm giác rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine có thể bị mắc kẹt trong một lối mòn. Theo tờ New York Times, việc Mỹ-Ukraine nảy sinh bất đồng đang gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai bên, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài chính, các ưu tiên khác nhau và những lời phàn nàn về việc không được lắng nghe. Đối với Lầu Năm Góc, sự không hài lòng xuất phát từ một vấn đề duy nhất thường xuyên xảy ra. Các chiến lược gia quân sự Mỹ, trong đó có cả Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, cho rằng Ukraine cần tập trung lực lượng vào một trận chiến lớn tại một thời điểm. Thay vào đó, tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã triển khai lực lượng của mình trong những trận chiến giành các thị trấn mà phía mỹ cho rằng thiếu giá trị chiến lược ví dụ gần đây nhất liên quan đến trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố adibka nơi đã rơi vào tay nga hồi tháng trước các quan chức mỹ cho rằng ukraine đã bảo vệ adibka quá lâu và phải trả giá quá lớn về phần mình ukraine cho rằng những tranh cãi trong nội bộ nước mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược cho binh sĩ ukraine trên mặt trận khi thời gian trôi qua mà không có nguồn cung cấp đạn dược vũ khí mới các binh sĩ ukraine phải tiết kiệm số đạn dược mà họ có tinh thần chiến đấu đang bị ảnh hưởng ngay cả thời điểm hiện tại nhiều tháng sau cuộc phản công thất bại trong mắt lầu năm góc chính quyền ukraine đã không nghe theo lời khuyên của họ các quan chức nhà trắng và ukraine đều nói rằng việc Quốc hội Mỹ cho đến nay không thông qua dự luật viện trợ khẩn cấp với khoảng 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã làm suy yếu năng lực trên thực địa. Gói này sẽ cung cấp các loại đạn pháo và thiết bị đánh chặn phòng không rất cần thiết cho lực lượng Ukraine. Nhưng Ukraine còn có những nỗi thất vọng khác với Mỹ. Họ thường xuyên phàn nàn rằng chính quyền ông Biden đã chậm trễ phê duyệt các hệ thống vũ khí tiên tiến có thể vượt qua ranh giới đỏ của Nga. Từ máy bay chiến đấu đến tên lửa tầm xa. Emily Harding, cựu quan chức tình báo Mỹ, cho biết trong cuộc thảo luận về Ukraine tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Mỹ đang loay hoay trong khi Ukraine đang rất cần những loại vũ khí đó. Nếu Mỹ cung cấp những vũ khí mà lẽ ra cần phải cung cấp thì bây giờ tình hình của Ukraine đã khả quan hơn nhiều. New York Times cho rằng cả Mỹ và Ukraine đều chưa thoát khỏi tình trạng căng thẳng trên, dù cam kết của họ vẫn vững chắc vì mỗi bên đều cần bên kia cộng đồng tình báo mỹ vẫn cung cấp một số lượng thông tin thời gian thực đáng kể cho quân đội ukraine về các sở chỉ huy kho đạn dược và các nút giao thông quan trọng khác trong tuyến quân sự của nga lầu năm góc vẫn tổ chức các cuộc họp hàng tháng của nhóm liên lạc quốc phòng ukraine để hối thúc các đối tác của ukraine cung cấp tiền vũ khí và đạn dược có lẽ điều quan trọng nhất đối với chính quyền ông biden là ukraine đang giúp làm tiêu hao quân đội của một trong những đối thủ lớn nhất của mỹ đó chính là nga tuy nhiên các quan chức mỹ cho biết ngay cả sau khi biết rõ ràng các lực lượng nga với quân tiếp viện lớn hơn sẽ chiếm ưu thế ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu thay vì tiến hành rút quân chiến lược ở adivka theo một quan chức quân sự cấp cao của phương tây và cựu chỉ huy mỹ kết quả là mức độ thất vọng của mỹ đối với ukraine đang ngày càng tăng bất đồng về adivka là một ví dụ điển hình về sự thất vọng của mỹ đối với cuộc phản công của ukraine vào mùa hè năm ngoái trong trường hợp đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức Mỹ khác kêu gọi Ukraine tập trung tấn công vào một hướng chính dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km và gây sức ép để chọc thùng các công sự của Nga ở đó. Các quan chức Mỹ tin rằng cựu tư lệnh Ukraine Valery Zaruzhani đã đồng ý với lời khuyên của Mỹ nhưng không thể thuyết phục được Tổng thống Zelensky. Vì vậy, thay vì một trận chiến mang tính quyết định duy nhất, Ukraine đã phân tán lực lượng, triển khai một số đơn vị về phía đông và một số đến các mặt trận khác kể cả ở phía Nam. Tại Lầu Năm Góc, một số quan chức cho biết họ không coi những nỗ lực mùa hè năm ngoái của Ukraine là một cuộc phản công nào cả. James Stavridis, đô đốc đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy tối cao của đồng minh châu Âu cho biết Chúng tôi trao đổi với giới quân sự rằng khi bạn tìm cách tấn công ở mọi nơi, bạn có thể sẽ không tấn công được ở đâu cả bởi vì lực lượng của bạn bị giàn trải quá mỏng. Lầu Năm Góc coi đây là một sai lầm và sẽ tiếp tục đưa ra lời khuyên cho Ukraine theo hướng này. Về phần mình, Evelyn Farkas, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc về Ukraine và Nga, hiện là giám đốc điều hành Viện McCain, nêu quan điểm phía Mỹ thất vọng vì họ đưa ra lời khuyên quân sự và có cảm giác như nó không được thực hiện. Nhưng phía Ukraine không thích bị quản lý, cả ở tầm vi mô. Hiện các quan chức quân sự Lầu Năm Góc vẫn đang đưa ra lời khuyên về chiến dịch quân sự mà họ muốn triển khai vào năm 2024 ba quan chức quân sự mỹ cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng mỹ muốn ukraine tập trung vào các cuộc tấn công tầm xa nhưng một lần nữa sự thất vọng của ukraine về vấn đề viện trợ tại quốc hội mỹ lại xuất hiện các quan chức và chuyên gia quân sự phương tây đã cảnh báo rằng khả năng xảy ra sụp đổ hàng loạt dọc mặt trận với ukraine trong năm nay là điều có thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của mỹ tất nhiên khả năng mỹ bỏ rơi ukraine là điều có thể xảy ra Lịch sử chứng minh rằng giới lãnh đạo Mỹ rất thích làm ngư ông đắc lợi trong mọi cuộc chơi. Mỹ thường sẽ đứng ngoài chi phối, có lợi ích thì thâu tóm, hết lợi ích sẽ quay mặt bỏ đi, chỉ cần viện dẫn ra một lý do hợp lý. Suốt thời gian qua, Mỹ vẫn đầu tư tiền vào vũ khí và Ukraine, vì cơ bản Nhà Trắng vẫn thấy cái lợi mà Ukraine mang lại. Washington có thể mượn tay Kiev để làm suy yếu Nga. Nhưng sau hai năm, giới lãnh đạo với những bộ não vĩ đại ngồi trong Nhà Trắng đang cảm thấy số tiền khổng lồ đầu tư vào ukraine không đem lại lợi nhuận tương xứng nga không bị đánh bại thậm chí còn không suy yếu mà ngược lại phát triển có phần mạnh mẽ hơn trong khi toàn bộ nato và châu âu lại bắt đầu kiệt quệ đạn dược giới lãnh đạo mỹ đã bắt đầu có ý định cắt lỗ ở chiến trường ukraine kẻ ngư ông đắc lợi khi không thấy lợi lộc đã muốn quay gót bỏ đi còn kẻ ăn mày đòi sôi gấc vẫn nghĩ bản thân có quyền yêu cầu được nhận nhiều viện trợ hơn nữa mà không biết rằng trong mắt đồng minh giá trị lợi dụng của mình đã hết bằng chứng cho việc mỹ thấy ukraine đã hết giá trị chính là gói viện trợ đã bế tắc nhiều tháng qua không được quốc hội mỹ thông qua khi không thu lại được lợi lộc tương xứng người mỹ đã không muốn chi thêm tiền cho ukraine thậm chí ứng cử viên tổng thống sáng giá của mỹ trong kỳ bầu cử sắp tới ông donald trump còn lên hẳn một kế hoạch để chấm dứt chiến sự tại ukraine Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8 tháng 3 cho biết, nếu ông Trump đắc cử, ông Trump có kế hoạch khá chi tiết để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bằng cách sẽ không chi thêm tiền viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến với Nga. Chính ông Donald Trump khẳng định sẽ không chi thêm một đồng nào nữa cho cuộc chiến Nga-Ukraine. Đó sẽ là cách cuộc chiến khép lại, vì rõ ràng là Ukraine không thể chiến đấu nếu Mỹ và châu Âu không viện trợ tiền và vũ khí. Nếu Mỹ không viện trợ thì châu Âu sẽ không thể một mình làm việc này. Khi đó chiến sự sẽ dừng lại. Thủ tướng Hungary tiết lộ rằng quan điểm của ông Trump là Mỹ không muốn là bên chi tiền ra để bảo vệ cho an ninh châu Âu. Quan điểm của ông Donald Trump được nêu ra rất chi tiết. Nếu châu Âu dè chừng Nga hoặc muốn có mức độ an ninh cao nói chung, họ phải trả tiền cho việc đó hoặc bằng cách xây dựng quân đội và vũ khí của riêng họ. Nếu muốn Mỹ làm việc này thì châu Âu phải chi tiền đó là cái giá của an ninh chúng ta có thể thấy thông điệp mà ông trump đang phát đi rất rõ ràng toàn châu âu nếu muốn được mỹ bảo kê thì cần phải chi tiền ukraine cũng không phải ngoại lệ ông donald trump là một tỷ phú từng lên nắm chức tổng thống mỹ trước khi làm chủ nhà trắng ông ấy là một nhà đầu tư lọc lõi hàng đầu thế giới tuyên bố của ông ấy về ukraine và động thái ngừng viện trợ của mỹ cho thấy ukraine đã thực sự hết giá trị trong mắt mỹ câu chuyện mỹ bỏ rơi ukraine chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Mỹ tìm được cái cớ phù hợp hoặc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ. Nhìn lại toàn bộ cuộc xung đột trong hai năm qua, chính quyền Mỹ dường như đang chơi chiêu với toàn bộ châu Âu và Ukraine, cho các nước mà Mỹ gọi là đồng minh dùng thử vũ khí và hưởng lợi từ quyền lực của Mỹ. Khi châu Âu và Ukraine đã nghiện những thứ đó, thì Mỹ bắt đầu thu tiền, giống hệt như cách mà trùm ma túy dẫn dụ con nghiện. Hóa ra, châu Âu và Ukraine không thua Nga, mà thua Mỹ vì để sập bẫy của mỹ cái bẫy của quyền lực và sự chi phối